Một đề xuất mới đây trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra một đề xuất, đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ hồng, sẽ chỉ có giá trị pháp lý từ 50 cho tới 70 năm. Điều này có nghĩa là việc xác nhận quyền sử dụng và sở hữu tài sản trên đất sẽ có thời hạn, chứ không phải là không thời hạn như quy định hiện nay. Nhiều người dân sống ở chung cư đang rất lo lắng và băn khoăn. Nếu đề xuất này được thông qua thì sau thời hạn nói trên, nhà của họ sẽ được giải quyết như thế nào? Ok, Đức sẽ giải thích lại cho quý anh chị nghe về cái thông tin này. Bởi vì cũng có nhiều anh chị hỏi Đức về vấn đề này, và cái video này thì cũng có một khách hàng gửi qua cho Đức. Thứ nhất ấy, là nếu trường hợp mà sau 70 năm thì đối với không phải chi riêng về chung cư mà đối với nhà phố, nếu mà có sổ hồng sở hữu căn nhà ở trên cái sổ, tức là được hoàn công, thì sau 70 năm thì căn nhà nó không có giá trị hay sao? Thì Đức xin chú thích lại là không phải bên chính quyền người ta làm như thế nha anh chị. Thứ nhất ấy, là hiện trạng là đang đề xuất lên, và theo phương án của sở xây dựng ấy, thì người ta bộ xây dựng ấy, thì người ta vẫn đang trong quá trình là xem xét để mà nâng lên và bổ sung những cái ý kiến nào mà cần bổ sung vào. Trong một số cái ý kiến thì cũng có nêu ra là đối với những cái căn nhà mà khi xây á, thì người ta sẽ xuống thẩm định cái chất lượng của căn nhà có thể tồn tại được trong vòng bao lâu. Ví dụ như nhà của anh chị xây ở mức độ nó chỉ tồn tại được 70 năm, tới cái năm thứ 71 thì có thể là nó không còn đủ để mà đáp ứng được cái nhu cầu của người ở nữa, nó sẽ gây nguy hiểm cho người ở. Chất lượng nó bị giảm á, thì những cái sổ đó người ta sẽ cấp xuống 70 năm. Nhưng còn nếu những cái căn nhà mà anh chị xây giống như villa, biệt thự, đồ sầm uất, đồ sộ mà có thể tồn tại trên 100 năm ấy, thì cái phương án đó sẽ có những cái phương án xử lý khác nhau. Tức là ở đây bên sở xây dựng và bên chính quyền người ta chỉ muốn là đối với những căn nhà bị xuống cấp ấy, thì phải có các cái phương án để hỗ trợ cũng như là các phương án để xử lý những căn nhà như thế. Ví dụ anh chị xây xong 50 năm sau nó xuống cấp thì không lẽ anh chị không có tiền xây, các anh chị để hoài như thế, hoặc thì chính quyền người ta đang đề xuất để mà có những cái phương án hỗ trợ cho anh chị một cách tốt nhất.